Ngày 22 tháng 10, đồn biên phòng Gành Hào, huyện Đông Hải đã bàn giao ngư dân Phan Văn Vắc, 30 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hậu, huyện Hòa Bình, cho công an điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá BL91367TS xuất bến qua trạm kiểm soát biên phòng Gành Hào vào ngày 18 tháng 10, do ông Đoàn Văn Hận, 37 tuổi, ngụ huyện Hòa Bình, làm thuyền trưởng. Trên tàu có 15 ngư dân. Quá trình khai thác hải sản trên biển, giữa thuyền trưởng Hận và Vắc xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc say rượu, hai bên xô xát, Vắc lấy hung khí đâm ông Hận tử vong. Nhận tin báo, đồn biên phòng Gành Hào chỉ đạo lực lượng nghiệp vụ tiếp cận tàu cá BL91367TS, bắt giữ Vắc, sau đó đưa đối tượng vào bờ, bàn giao cho công an tỉnh Bạc Liêu xử lý theo quy định của pháp luật.